À, cầu mong các vị tùy hỷ phần phút này của chúng con và luôn được an vui trong cảnh giới tái sanh của mình. Và con kính tri ân sư trí đức cùng chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Kính cảm ơn đạo tràng cùng với con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới cho phước mà chúng con đã trong sạch làm ra tạo ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả các chư thiên và cầu mong tất cả các chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Vô Tá Ma được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến chư tôn đức, con xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài quý vị được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Vô Tá Ma. Nam mô Bụt Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ bây giờ là 9:30 và dạ, con trong quá trình thọ giới và quy y, trong quá trình quy tam bảo và thọ trì quy giới, con có gì sai sót xin kính sám hối với quý chư tăng, quý cô tu nữ và quý vị đạo hữu, mong các vị thứ lỗi đến cho con. Dạ con xin kính dâng mic đến cho sư trí đức để sư truyền giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sân Khai Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thượng đức tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, xin chào đạo hữu Bành Nha Si Lạ, Si Không Mai 20 và 21, Si Tâm Phương, Si Mê Ta, Si Kim Nhung, Si Khánh Kiện, Si Không Nhật, Quỳnh Châu Phan, Sĩ Ca Kim, Quỳnh An Trần, Sĩ Ca Quang Thành, Quỳnh Gia Nhật Hà, Sĩ Kiền Vũ, Sĩ Ti Na, Sĩ Thi Lâm, Sĩ Nhật Quỳnh. Hôm nay quý vị có ăn vui không? Âm thanh quý vị nghe rõ ha? Có bị rè hay có rắc rối gì không? Ồ, như vậy quá tốt ha. Sa thú, sa thú. Hôm nay ta sinh hoạt ôn lại cái phần sông đối 20 câu Phật ngôn mà chúng ta đã học. Vậy thì trong cái phẩm sông đối này chúng ta có được tương đối không? Nhưng mà trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng thì xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo Ratanattaya Sawandami Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lô Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng. Tôi thượng giáo chủ trí năng vô lượng tứ đế, ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát đi bồ quý giá ta sa sát thu nô lô ca nó mình thán sa vi na ca rô cô sắp bà nhu bút thấp bát đi bồ tí sanh nhá tô quanh đà má hành tăng ná ra bồ. Cha này giác cần pháp bảo vi anh vàng, Như Lai xoay sáng vẹt màng vô minh, phá tan lầm lạc chúng sinh, đầy dụng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô số gá ta sá xà quá cô sế tà số cà mô quá ra thòng mát sế ca cô niên đà phát sân xà đi a nà đá rồ quá rồ hoành đà mát hành tăng ná rá cù. Cái này giác cần Tăng Bảo trên Văn Phật Đà đã học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xá lìa thế pháp, phàm nhân ai bì, con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanattayate che nasikhame tu quá thanh năng tác xa vi a nu pha về nasa sa ye
Na Sa Chà Tu, cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam Mô Bụt Thầy. Phần tăng dương ân đức Tam Bảo đã xong. Hôm nay chắc quý vị cũng ngạc nhiên ha. Học thì chúng ta cứ học đi, sao phải ôn lại làm cái gì? Người ta nói văn ôn võ luyện học, mà nếu chúng ta không ôn lại thì chúng ta chỉ có biết tới luôn bắt đài, tiến tới mà không biết dừng lại, không biết coi lại mình đang đi tới. Nhưng mà đi tới như vậy, căn bản mình có chưa? Tức là mình đã có hành trang, có tư lương trên con đường mình đi chưa? Hay là mình cứ tiếp thu, và trong cái sự tiếp thu đó có phân biệt được cái đúng, cái sai hay không? Những lời dạy của Đức Phật, và đó cũng chính là Đức Phật. Tại sao như vậy? Bởi vì trước khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì Ngài A Nan thắc mắc bạch Đức Thế Tôn, nếu mà Ngài nhập Niết Bàn rồi thì chúng con lấy ai làm thầy? Ngài mà đi rồi thì chúng con bơ vơ. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng Yô vô anan dhammaya tham mô cha đề si tô ban nhát tô sô vô mắm mắt chế dê nát sát thà. Này Ananda, sau khi mà Như Lai nhập diệt rồi, những kinh và luật nào mà Như Lai đã thuyết giảng, chính kinh và luật đó là thầy của các ngươi. Vậy thì chúng ta đã học 20 bài trong cái phẩm song đối, 20 câu Phật ngôn đó chính là những vị thầy của chúng ta. Và bây giờ chúng ta ôn lại những lời dạy của Đức Phật, cũng như chính Ngài đang hiện diện, và chúng ta có quyền phê phán hay không? Đây là những lời Phật dạy, chúng ta còn phàm phu tục tử thì làm sao mà chúng ta dám phê phán lời dạy của Đức Phật là đúng hay là sai? Chúng ta không có quyền, bởi vì trong cái lãnh vực gọi là Phật quốc á, thì bất khả tư nghị. A Chinh Tây Giá, Đức Phật Ngài có tha tâm thông, khi Ngài thuyết một câu Phật ngôn đối với một đối tượng nào đó, một cá nhân nào đó, Ngài đã biết được cái căn cơ, cái trình độ của người đó, cho nên Ngài đi thẳng vào trọng tâm. Cũng như chúng ta đọc một bài văn từ trên xuống dưới, chúng ta tìm những cái hay, cái đẹp của bài văn đó. Nhưng mà đối với người trí, đối với những người hữu duyên, thì văn hay chẳng lựa là dài, vừa đọc đầu bài đã thấy văn hay. Thì Đức Phật này biết được cái căn cơ, cái trình độ của chúng sanh đó, cái ba la mật họ đã tạo như thế nào. Để rồi hôm nay Sattha Deva Manusa Nang, Ngài là thiên nhân chi đạo sư, Ngài là thầy của chư thiên và nhân loại. Cho nên với tha tâm thông đó, Ngài biết được chúng sanh đó là một chúng sanh nên tế độ. Purisadam Masarathi, tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Còn chúng ta có hữu duyên không? Vô duyên quá đi. Chính vì vô duyên mà mới sanh ra trong cái kiếp sống này, không gặp được Đức Phật ra đời. Có 4 điều hạnh phúc là 4 điều khó khăn và hạnh phúc. Khó khăn và hạnh phúc đó tức là khó sanh được làm người, làm người khó được sống lâu, khó nghe giáo pháp,
khó gặp Phật ra đời. Đức Phật Ngài đã nhập diệt 2565 năm chúng ta mới xuất hiện ở đây. Không biết Đức Phật như thế nào khi bước vô chùa, chùa bên Bắc Tông, chùa Nam Tông, chùa bên Khắc Sĩ, thì chúng ta thấy những vị Phật ngồi trong chánh điện. Vị Phật thì mặc giống người Tàu, mặc giống người Việt Nam, mặc giống người Campuchia, mặc giống người Thái Lan. Và nhiều khi chúng ta nhìn kỹ, chùa đó đúc tượng Phật tại chùa, nhiều khi còn thấy cái tượng Phật đó mặc giống như cái vị trụ trì nữa. Khổ thiệt. Vậy thì làm sao chúng ta biết được đây là ông Phật thiệt và đây là ông Phật giả? Trên hình tướng chỉ là hình tướng. Mỗi quốc độ, mỗi đất nước đều có một cái tượng Phật khác biệt. Nhưng mà chúng ta hiểu về giáo pháp thì quý vị thấy có một mà thôi. Sapapapasakaranang kusalasu upasambada sacittapariyodapanang etambuddhanasasanang. Không làm điều ác, làm các việc lành, giữ tâm trong sạch, chư Phật dạy rằng. Chư Phật thì đều trùng tuyên sự thật, đều nói lên cái chân lý là thân không làm việc ác, khẩu không làm việc ác, tức là không làm các điều ác, làm các việc lành. Và cái điều quan trọng là tâm của chúng ta được trong sạch. Cittapariyodapanang. Vậy thì chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật tương lai đều trùng tuyên sự thật đó. Vậy thì Đức Phật quá khứ, Đức Phật hiện tại và Đức Phật vị lai chỉ là một. Chỉ là một. Tại tâm của chúng ta do tâm tham, do tâm si, tâm sân, do cái tính tầm, tính giác, tính tưởng, những cái cá tính này nó làm cho chúng ta bị khác biệt. Trên này có một câu chuyện. Một ông vua, ông muốn tìm sự thật bằng cách đó, ông cho những người mù đi rờ voi. Và những người mù đó, họ đã rờ con voi và họ thấy được sự thật như thế nào. Cái người mà rờ nhầm cái chân con voi á, thì nó ô con voi tưởng cái gì xa lạ, nó giống như cái cột đình. Bởi vì cái ông ôm cái chân của con voi thì ông ta rời từ trên xuống dưới thẳng như vậy, nó giống như cục đình. Ông thì ôm cái bụng voi, nó nó con voi hay đẹp thế nào, con voi giống như cái trống chầu, cái bụng nó tròn. Còn cái ông thứ ba thì ôm nhầm cái tai của con voi, thì cái tai của nó đâu có nằm yên, cũng khe phẩy. Ông ta mới nói, ai nói con voi hay đẹp gì, nó giống như cái quạt, giống như quạt để phê phẩy. Còn cái người mà ôm nhầm cái đuôi của con voi thì người ta lại nói rằng con voi giống như cái chỗ chà vậy, là phê phẩy mà cũng te tua giống như cái chổi, có gì đâu. Thì bây giờ ông vua ông mới kêu từng người lên, rồi mỗi người đã tự rờ, tự nghĩa là chính cái tay của mình, chính người của mình nó sờ đụng con voi và nói lên sự thật. Người thì nói
cái cột đinh, người nói rằng cái trống chậu, người nói rằng cái giống như cái quạt, người nói rằng giống như cái chổi, còn người rờ nhầm cái vòi của con voi thì nói rằng con voi nó giống như con sâu đò, giống như con sâu. Thì năm người năm ý kiến như vậy, quý vị thấy rằng họ nói sai hay là nói đúng? Ông vua chỉ ngồi vỗ tay cười. Ai cũng nói lên sự thật ấy, bởi vì chính mình rờ đụng mà, chính rờ đụng và thấy đó là sự thật. Vậy thì lời dạy của Đức Phật, chúng ta là những người sinh sau để muộn, và lời dạy của Đức Phật cũng như chính Đức Phật đang hiện diện. Vậy thì chúng ta chia sẻ những câu Phật ngôn này chẳng qua một hội chúng, một đạo tràng khi mà hội họp nhau. Điều quan trọng Kale na tham masa kacha, giờ phút này là giờ phút chúng ta thảo luận, thấy được cái sự thật, thấy được những cái hay, cái đẹp trong lời dạy của Đức Phật, và cũng giống như Đức Phật đang ngự trị trước mặt của chúng ta, để chúng ta nhìn vào đó, chúng ta rút ra chân thiện và mỹ. Vậy thì trong 20 câu Phật ngôn mà quý vị đã học, cái phẩm song đối, thì chúng ta phải thể hiện tương đối như thế nào đối với 20 câu Phật ngôn này? Có nghĩa là quý vị không phải là coi như lên giảng pháp, mà quý vị có thể nêu lên câu Phật ngôn đó, sự tiếp thu của mình, ý kiến của mình đối với câu Phật ngôn đó, có những cái ưu và cái khuyết. Cái ưu để rồi mình lấy đó làm tâm đắc, lấy đó làm kim chỉ nam để mình thực hành theo cho được sự an vui tiến hóa. Và cái khuyết điểm, tại sao chỗ này nó rắc rối, tại sao chỗ này coi như là nó trục trặc trở ngại vì sự hiểu biết của mình, hoặc là đây là một cái vấn đề để chúng ta nêu ra cùng với đạo tràng, chúng ta thảo luận để học những cái hay, cái đẹp, để giải tỏa những cái sự uất mắc. Và với câu Phật ngôn đó, chúng ta cảm thấy rằng đó là một hướng đi mà chúng ta nương theo cho được sự an vui. Alo, mục đích của chúng tôi với cái room Phật giáo năm truyền này chỉ là một cái viên gạch lót đường để cho quý vị mở mang có được một cái lợi thế căn bản để quý vị bước thẳng vào giáo pháp của bậc đạo sư. Chúng tôi ở trên phương diện không phải là một vị thầy, mà chúng tôi chỉ là người mở đường. Chúng tôi chỉ tạo cái duyên để cho quý vị đến với Phật Pháp. Và sự chia sẻ của quý vị, sự thảo luận của quý vị là những bài học để chúng tôi được tiếp thu và cố gắng cải thiện, nhất là trong cái sự tu tập thì càng học chúng ta càng thấy chúng ta càng ngu, càng dốt. Và cá nhân của chúng tôi thì rất thích hợp với lời dạy mà câu Phật ngôn chúng tôi tâm đắc: bạc đầu đại đức phải chăng, tuổi già trí kém gọi rằng là ngu. Chúng tôi thấy rằng cá nhân của mình đã xếp vào hàng đó, cho nên những cái gì mà chúng tôi đã trải nghiệm qua cuộc sống thì hôm nay xin cống hiến lại quý vị. Quý vị hãy bước lên, hãy dẫm đạp lên để mạnh dạn mở toàn cái cánh cửa Phật Pháp. Mong rằng
hôm nay chúng ta được học hỏi nơi quý vị rất là nhiều. Vậy thì ôn lại 20 câu Phật ngôn trong phẩm Sư A Song Đối. À, quý vị đã học rồi, chắc chắn là có những câu Phật ngôn quý vị ưa thích, có những câu Phật ngôn mà quý vị cảm thấy không hiểu, không thích. Vậy thích và không thích, cái nào nặng, cái nào nhẹ? Không thích thì tâm sân nó nổi lên, mà thích thì tâm tham nó khởi dậy. Tham và sân, đây là hai cái lĩnh vực để chúng ta hôm nay đem ra mổ xẻ. Tại sao tôi thích? Tại sao tôi không thích? Thích và không thích, đó là một vấn đề để chúng ta xét lại sự tu tập của chúng ta. Bị tâm tham, bị tâm sân chi phối, và cái nào nó nặng hơn? Alo, quý vị còn nghe không? Quý vị có thể đưa lên một câu Phật ngôn, rồi quý vị chia sẻ trong vòng 10 phút. Tại sao tôi thích câu Phật ngôn này? À, tại sao câu Phật ngôn này nghe chán quá? Chán cái chỗ nào? Thích cái chỗ nào? Đây là những cái quan điểm để chúng ta cùng thảo luận. Để rồi cái tham và cái sân đó, chúng ta nhìn vào nó, để rồi làm cho nó muội lợt, chứ không phải là chúng ta coi như diệt nó. Cũng lắm, diệt làm gì? Con người mà không bị vô thường, không bị khổ đau, không bị vô ngã chi phối thì đời có gì đẹp? Đời đẹp khi có sự thay đổi, đời đẹp khi có sự biến hoại của sự khổ đau, và đời đẹp khi chúng ta không làm chủ lấy chính mình. À, quý vị thấy chính cá nhân của chúng tôi ha, cái nick mà Phật Pháp Online ha. Rồi xong ngay rồi. À, mưa ngoài trời, mưa trong lòng, mắc dịch ở bên ngoài, rồi cái máy nó cũng bị mắc dịch luôn rồi, không lên màn hình nữa. Không lên màn hình nữa, chúng ta đã từng sử dụng thì thấy nó thường quá. Nhưng mà khi mà không thấy cái nick mà Phật Pháp Online thì quý vị thấy vô thường ha. Nào, vô thường như vậy cho nên chúng tôi mới sử dụng cái nick này, một cái máy khác. Nói vậy không phải là khoe giàu dữ ha, xài hết máy này máy kia. Khổ lắm bà con ơi, khi mà cái máy kia thì có thể đưa luôn cả những cái bên Google, những cái bài pháp tương đối nó dễ, còn cái máy này nó trục trặc. Nó mỗi cái máy đều có một cái giới hạn riêng, cho nên khi mà sử dụng cái máy này á, quý vị chắc là nghĩ là ô ông này ngầu quá ha. Vô đây ai đàng hoàng là cho vô chuồng cọp nè, nick chủ rum, cái nick này là chảnh lắm. Vô đây mà lén phén là vô chuồng cọp ngồi. Ai thường thường ai thấy nick chủ rum cũng sợ lắm, nhưng mà quý vị thấy đuôi than có gì đâu, chúng ta làm xong bổn phận của mình thì có gì đâu mà phải sợ ai. Thôi trở lại vấn đề. Trong 20 câu Phật ngôn chúng ta ôn lại thì có những câu mà quý vị đọc cảm thấy hay, có những câu mà quý vị đọc nghe nó kỳ kỳ ha. Trong cái hay cái dở đó, tức là do cái cá tính của mình nó thích nghi với cái câu Phật ngôn đó. Mà con người không phải ai cũng giống ai. Chỉ có cái vấn đề giống như thế này nè, mắt tai mũi lưỡi thân ý nha. Mắt tai mũi lưỡi thân và ý, rồi sắc thinh hương vị xúc pháp nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, tức là
18 cái giới: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 18 cái giới này là giống nhau, chỉ con người của chúng ta ai cũng giống nhau cả. Tức là danh và sắc đều giống nhau, nhưng mà nó khổ một cái, nó khác nhau trên cái cá tính. Cá tính nó khác nhau, có nghĩa là người thì tính tham, tính sân, tính si, tính tầm, tính giác và tính tưởng. 6 cái cá tính này không ai giống ai hết. Người thì tham nhiều, người thì sân nhiều, người thì si nhiều. Thì bây giờ không có thể nói rằng hòa nhập với nhau được. Mắt thấy sắc thì ai cũng thấy cả, nhưng mà trong cái thấy đó, có người thì thấy đẹp, có người thấy xấu. Mà thấy đẹp thì do tâm tham, mà thấy xấu thì do tâm sân. Như vậy thì khổ đế ha. Quý vị thấy khổ đế ha. Cho nên những cái cá tính này, khi mà chúng ta tu tập thì chính cái vị thiền sư đó mới lựa ra cái anh này tính tham đề mục này, anh này anh tính sân nè, áp dụng cái phương pháp này, anh kia tính si, tính tầm, tính giác, tính tưởng, thì phải có những cái đề mục thích hợp. Chứ bây giờ người ta tham mà bắt niệm lửa 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 hả, thì sao được. Cho nên trở lại vấn đề 20 câu Phật ngôn thì cũng nói về cái gì? Phẩm song đối. Song đối tức là thiện và ác, trắng và đen. Ám chỉ nói về tâm. Cái câu đầu tiên ha, và câu số 2, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu ha. Thì bây giờ nói về cái tâm. Tâm gì? Tâm thiện và tâm ác. Thiện và ác nói về tâm, tức là khẩu, ý hành. Rồi cái lời nói cũng thiện về ác, thì đó là khẩu hành. Rồi cái thân mà tạo tội lỗi, thân mà tạo thiện pháp, cái đó là thân hành, thân thanh hành, hoặc là cái thân trược hành. Cái khẩu thanh hành hoặc là cái khẩu trược hành, ý thanh hạnh hoặc là cái ý trược hạnh. Thì song đối có nghĩa là hai cái nó chọi nhau, hai cái nó chọi nhau, cái tốt cái xấu, cái đẹp cái không đẹp. Như vậy thì 20 câu Phật ngôn này quý vị trình bày trong vòng 10 phút nói lên cái tâm của quý vị. Tại sao thích, tại sao tâm đắc, tại sao lấy câu Phật ngôn này làm kim chỉ nam trong cái hướng đi của chính mình để có được sự an vui trong hiện tại. Điều quan trọng là như vậy. Chứ là chúng ta áp dụng những lời dạy của Đức Phật, giống như câu tham mô ha quê rất khá tị tham má cha rì. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật, khi mà chúng ta thực hành theo thì không đọa vào bốn cánh khổ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, ngay trong hiện kiếp này. Chứ không phải nói thực hành bây giờ để kiếp sau được an vui. Không có. Thực hành bây giờ thì chúng ta an vui bây giờ. Chứ không phải nói bây giờ chúng tôi ăn rồi ngày mai mới được no. Không có nghe. Ăn bây giờ, no bây giờ. Đó là Ditta Tham Masuka Vihara Nam. Hiện tại lạc trú, chúng ta sống trong hiện tại thì chúng ta phải hưởng được những sự an vui trong hiện tại này. Vậy thì trong 20 câu Phật ngôn này, không riêng câu 1, câu 2, mà có thể câu 19, câu 20, hoặc là câu 10, câu 11, bất cứ trong 20 câu này, quý vị lấy một câu và cảm thấy tâm đắc với câu đó, tâm đắc ở chỗ nào và thấy bất mãn chỗ nào,
Bởi vì không phải là Đức Phật Ngài thuyết lên, ai nghe cũng đều hoan hỷ thích thú, mà Đức Phật thuyết lên cũng có người nghe được, mà cũng có người họ ngủ gục, cũng có người coi như là bắt chuồn chuồn, cũng có người ngồi vẽ tranh, vẽ bùa, vẽ này vẽ kia, rồi cũng có người ngồi rung cây nhát khỉ. Trong một câu Phật ngôn chúng ta thấy rằng Đức Phật thuyết cho 5 người nghe, nhưng mà trong 5 người đó 4 người đã không chú ý nghe, chỉ có một người lắng nghe mà thôi. Nhưng mà hữu duyên một người cũng được, chứ không phải là họ vô duyên hết. Họ vô duyên hết thì Đức Phật không có thuyết. Mà trong 5 người Ngài chỉ tế độ được có một người. Thì bắt chuồn chuồn à? Sao mà nghe nó bắt chuồn chuồn cái là thấy đạo hữu lãng đãng mây trời này là thấy buộc khói rồi. Tức là cái anh chàng này thiên văn địa lý, anh đưa tay quờ quạng bắt lên trên không á, đếm sao. Anh này là thuộc về bên thiên văn. Thôi thì bây giờ để sắp đây à. Trời ơi, ai là không sắp đây? Bây giờ chúng ta đang bị mất dịch nè, người ta đây còn nhiều nữa chứ sắp cái gì. Rồi thôi bây giờ trở lại vấn đề ha. Trong phẩm song đối có tất cả là 20 câu Phật ngôn. Vậy thì trong 20 câu Phật ngôn đó quý vị đã học rồi, quý vị tâm đắc chỗ nào, câu nào? Trước tiên, thôi bây giờ coi như mời Sít Nhật Quỳnh ha. Trong vòng 10 phút trình bày một câu Phật ngôn. Sít Nhật Quỳnh muốn đưa lên câu Phật ngôn nào đó tùy ý, nghĩa là cảm thấy rằng mình thích câu Phật ngôn đó, và câu Phật ngôn đó là một kim chỉ nam, là một bài học tốt. Thì Sít Nhật Quỳnh có thể đưa câu Phật ngôn đó rồi tự mình chia sẻ trong vòng 10 phút. Và Sít Nhật Quỳnh là một cái người thí điểm đầu tiên ha. Có chị mấy ta hả? Mời Sít Nhật Quỳnh, mà chị mấy ta đưa tay, chị mấy ta có đưa bài vở lên được không? Hay là chị mấy ta có thể rằng cái bài đó nhờ Sít Nhật Quỳnh đưa lên cũng có lý. Hay. Rồi mời chị mấy ta. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Khà Dạ. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng đã cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ, con tính nói là con tiếp theo cô Nhật Quỳnh, con kế tiếp cô Nhật Quỳnh. Nhưng mà bây giờ thì sư cho phép thì con cũng xin nói luôn. Dạ, có được không ạ? Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, nãy giờ con cũng đã nghe sư nói về 20 câu pháp cú trong cái phẩm song đối này, mà chúng con đã được Ngài đã giảng dạy vừa xong. Thì nếu nói là thích và không thích thì thật sự con không có dám không thích, bởi vì đây là lời vàng ý nghĩa cao thâm của Đức Thế Tôn đã để lại cho chúng sanh chúng con. Thì con coi như đây là kim chỉ nam để chúng con phải học, phải hành theo, chứ không có dám không thích hay không thích gì hết.
Dạ thích thì đúng hơn, câu nào con cũng thích. Trong 20 câu này con thấy câu nào cũng là lời vàng, ý nghĩa cao thâm. Nhưng trong đó câu số 1 và câu số 2 là con tâm đắc nhất. Dạ thôi thì con xin nói tiếp luôn. Như câu số 1 thì Ngài Thích Minh Châu đã dịch và tóm tắt đó là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Và câu số 2, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Và con qua ý nghĩa hai câu này cũng như là theo vi diệu pháp thì các pháp đều có tâm dẫn đầu. Khi ta có tác ý nói hay làm với cái tâm xấu xa, bất thiện thì ta đã tạo nghiệp ác, tạo nghiệp bất thiện. Và nghiệp này sẽ cho ta cái quả bất thiện, và quả này sẽ dẫn dắt ta đi tái sanh vào cảnh khổ. Và cũng như những cái câu sau thì Đức Thế Tôn đã nói là nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than. Và một câu nữa là nay sầu đời sau sầu, kẻ làm ác hai đời sầu. Và đó là ý nghĩa của câu số 1. Và về câu thứ 2, nếu mà ta tác ý nói hay làm với cái tâm thanh tịnh thì ta sẽ tạo được cái nghiệp thiện, ta có được sự an lạc và sẽ cho ta cái quả thiện, và quả này sẽ dẫn dắt ta được tái sanh vào cái nơi nhàn cảnh. Cho nên ở câu sau thì Đức Thế Tôn cũng nói là nay vui đời sau vui, làm thiện hai đời vui. Nay sướng đời sau sướng, làm thiện hai đời sướng. Đó là ý nghĩa của hai câu này. Cũng như Đức Thế Tôn đã nhắc chúng ta là ta đi theo nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Và cái điều này đã được chứng minh rất là rõ qua duyên sự của câu thứ nhất, là Đức Thế Tôn đã đề cập đến Ngài Trưởng Lão Chắc Khú Ba Đa Ba Lá. Ngài này đã có tài sản rất là nhiều, rất là giàu. Nhưng mà khi Ngài nghe cái bài thuyết pháp tuyệt vời của Đức Thế Tôn thì Ngài quyết tâm xả bỏ tất cả và quyết tâm đi xuất gia. Ngài một lòng quyết tâm trong sạch, thực hành theo giáo pháp của Đức Phật. Trong 3 tháng an cư kiết hạ sau cùng, Ngài thực hành hạnh đầu đà với 3 cái quay nghi đi, đứng, ngồi. Khi đôi mắt của Ngài đã bị đau, nhưng Ngài vẫn không nằm để nhỏ thuốc. Và khi bị bệnh trầm trọng, thì 2 lần Ngài đã tự hỏi lương tâm và Ngài vẫn kiên định thực hành như lời nguyện với Đức Thế Tôn. Và cuối cùng thì mắt của Ngài đã bị nổ tung, nhưng Ngài đã đạt được cái đạo quả giải thoát và Ngài đã có được cái nhận, Ngài đã đạt được như ý nguyện và đã thành đạt được đạo quả. Về
Câu thứ hai thì qua cái duyên sự cậu bé Kim Hoàng cũng vậy, gặp người cha vô minh, không muốn tổn hao tài sản, không tìm thầy để chữa trị cho cậu, nhưng mà may nhờ lọt vào võng trí của Đức Phật, được Đức Phật tế độ. Lúc lâm chung, một lòng trong sạch, hướng tâm về Đức Phật, và đã được sanh lên làm chư thiên cõi trời đáo lợi. Sau này nhờ cậu mà người cha cũng đã chuyển đổi được một lòng theo Đức Phật, nên cả hai đều đặt quả tu đạo quần. Con thấy qua lời dạy của Đức Phật, qua hai câu này, câu pháp cú số 1 và câu số 2 này, đúng là cây kim chỉ nam mà người Phật tử sơ cơ như chúng con phải theo đó mà tu tập. Và con đã rút ra được là mỗi khi có tác ý là một điều gì, nói một điều gì, thì con đều quán xét cái đó có lợi cho mình, có lợi cho người hay không. Nói đúng ra là con quán sát coi đúng như lời Phật dạy hay không, thì con mới nói, con mới làm. Và một điều nữa, qua hai câu này con thấy như ở cái câu số 2, cậu Kim Hoàng này, đến lúc lâm chung, một lòng theo Phật và đem hết cái tâm trong sạch của mình hướng về Đức Phật. Và như vậy con thấy là đối với người Phật tử chúng con thì chúng con phải làm thế nào để tạo được những cái điều thiện, điều tốt để mà có được cái thường cận ý duyên, và để khi lâm chung có được cái khởi lên nhớ lại những cái điều thiện, điều tốt mà mình đã làm, thì mới mong sẽ có được cái cảnh giới tốt đẹp lúc tái sanh. Và đó là cái ý kiến của con như vậy, chứ con không có thắc mắc điều gì hết, mà con chỉ rất là tâm đắc. Và con nguyện là con sẽ thực hành theo những cái điều mà Đức Thế Tôn đã để lại. Dạ, con chỉ có bao nhiêu ý kiến đó. Dạ, con xin nhường mic lại cho người khác ạ. Dạ, con cảm ơn quý vị trong đạo tràng cũng đã lắng nghe con. Dạ, con xin nhường mic cho người khác. Sa thu Sikmita. Sikmita trình bày chưa đủ 10 phút ha, nhưng mà rất là cô động. Sự cô động của Sikmita, dầu sao đi nữa Sikmita cũng là một nhà giáo à, cho nên cái sự trình bày của Sikmita rất là xúc tích, rất là mạch lạc à, và nằm trong cái khuôn khổ của một người Phật tử. Có bốn vấn đề: tin nhân, tin quả, tin nghiệp, tin vào tuệ giác của Bậc Đạo Sư. À, đây là bốn cái điều căn bản mà Sikmita đã trình bày. Thay vì trình bày một vấn đề của cái phẩm song đối này, một câu Phật ngôn, thì Sikmita trình bày luôn cả hai cái giữa cái thiện và cái ác. À, đây là một cái vấn đề để cho chúng ta thấy rõ rằng giữa cái thiện và cái ác qua câu Phật ngôn số 1 và số 2 ha. Tức là nói lên cái trường hợp của Ngài Chấp Phú Ba La và của cậu Maddha Kundalini. Hai cái vấn đề thiện ác nó luôn luôn xung đột, mà không phải riêng bên ngoài, mà chính trong con người của chúng ta cũng có cái thiện và cái ác luôn luôn đấu đá với nhau. Và là Phật cao một thước thì ma cao cả trượng. Trong con người của chúng ta cũng đã có cái đó rồi. Thì qua hai cái câu Phật ngôn đó, Sikmita đã trình bày một cách rất là
là mạch lạc xúc tích ha. Sa thú simita. Alo, Sik Kim thấy đưa tay mỏi chưa? Bây giờ cầm micro ha, xin mời Sik Kim. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Dạ, con cũng phải trả bài làm cho xong đi, để mọi sư khỏi có rầy. Con trước hết con cảm ơn cô Bích Trà đã nói những ý nghĩa của cô nghĩ về cái câu số 1 và câu số 2. Với con thì con cũng thích câu số 1, câu số 2. Thật ra trong không phải 423 câu kinh Pháp Cú mà các vị trưởng lão đã xếp đặt chia thành 26 phẩm, cũng như bàn bạc trong năm bộ kinh như cái giá cũng như là các bộ kinh khác như là về ví dụ pháp chẳng hạn vậy, thì tất cả những lời của Đức Phật dạy con đều rất thích thú và nghiền ngẫm, cố gắng để mà hiểu sâu xa hơn cũng như thực tập. Nhưng mà khi mà sư muốn đề tài này lấy ra một câu đặc biệt thôi, nói cái câu đó trong vòng 10 phút, con canh rồi đó, 10 phút là con xong, con nhảy xuống. Thì con thấy cái câu số 1, câu số 2 là rất là quan trọng. Tại vì mặc dầu trong đây cái câu số 1, số 2 nói về ý thôi, nhưng mà thường trong các bài giảng thì hay nói tới là thân lời ý, cũng như là thập thiện, cũng như thập ác. Thì thân thì có 3 điều, lời thì có 4 điều, ý thì có 3 điều, chia thành ra thập. Nếu làm điều tốt thì gọi là thập thiện, mà làm điều xấu là thập ác. Nhưng thật ra theo con nghĩ thì tất cả mọi việc đều từ ý mà ra, đều từ tâm mà ra. Cho mặc dù cái thân của mình làm cái gì á, cũng như lời mình nói lời tốt, nói lời xấu, nói lời tùm lum tùm la, nói lời vô ích, nói mỏ nhọn, nói tào lao thiên địa, giống như cô Kim vậy đó, thì cũng do từ mà ý mà ra hết. thành ra con thích câu này nhất, tại vì cho dù theo khoa học vi diệu pháp đó, thì khi mà mình nhìn một cảnh sắc nào hay là mình nghe một âm thanh nào, thì với cái sự phản xạ tự nhiên của con người thì con mắt sẽ tự nhiên sẽ hướng về chú ý vào cái vật trước mặt của mình. Mà nếu cái vật trước mặt của mình mà nó lọt vào cái sự ưa thích của mình thì mình sẽ chăm chú, mình dồn vào cái đó nhiều hơn. Còn nếu không thích thì mình không dồn. Cũng như vậy, âm thanh cũng vậy, nghe âm thanh hay nghe mùi, nghe mùi hơi thơm thúi, cũng như ăn cay, ăn ngọt, ăn mặn, ăn dừa dừa vậy đó, cũng như cái sự chạm, xúc chạm về thân. Có người thì thích như vậy, thích khác. Con thấy như là nói gì mà sai đó nhờ, cái giờ xoa bóp, đấm bóp đó. Trời ơi, có một lần con nghe quảng cáo, con cũng đi cho người ta đi xoa bóp, con một lần con sợ luôn, bóp bóp mà thôi bóp hai cái chân tôi thôi, đừng có bóp mấy cái khác nữa, đừng có bóp da bóp chân tôi nữa, đau quá à. Còn trong con về con kể cho mấy người ở trong tiệm con nghe đó, lúc đó cách đây mười mấy năm rồi, thì mấy người trong đó, trời ơi bà làm sao đó, cái ông mà làm xào á, chuyên nấu xào, ổng người Tàu, ổng nói tôi khoái nhất là tụi Thái Lan nó xò bóp, tôi kêu đắp in như vậy đó, trời ơi mới đã, con nghe con sợ quá. Thì từ cái sự mà có người thì như con thì thấy đau quá, có người nói chưa có đã, chưa có đủ đô đó, thì cũng cái sự ưa thích của mình thôi. Thì tất cả nếu mà nói vi diệu pháp thì lúc mà nhìn con mắt nhìn cảnh sắc nó chỉ là sắc pháp thôi, nó chưa có gì. Khi mà nhìn vô lâu một chút có ý thích thì tự động nó vô trong cái ý thức rồi, trong ý môn rồi, ý thức rồi, thì nó sẽ vô sâu hơn nữa. Thì giống như Đức Phật nói, cái tư, cái tâm sở tư chính là cái nghiệp, thì cũng từ trong cái ý mà ra. Khi mà mình nói tầm phàm đó, là nói mà không gặp chuyện, là nói gặp chuyện, nói như cái thường cận y duyên, thì nó chính là cũng do cái ý mà ra, đó là cái thường cận y duyên của mình thôi, chứ không phải thần làm. Tại vì mình lấy cái tay mình chặt đồ, mình sắc đồ, hay là mình đánh người ta hay gì, thì cũng phải có cái ý điều kiện để mình muốn làm cái gì
để cho nó đúng, nó tốt hơn. Nếu mình không chú ý thì nếu mình sắc đồ, mình sắc vô cái tay của mình, cái tay mình sẽ bị chảy máu. Chạy xe cũng vậy, nếu mình không có chăm chú chạy xe, mình nghĩ lung tung thì có thể khi mà có người chạy ẩu, nó đụng vô mình không có thắng kịp sẽ gây ra tai nạn. Nếu mình tránh kịp thì mình sẽ tránh được cái đó, không có gây tai nạn. Chẳng hạn như vậy, tất cả đều là ý. Thành ra con rất thích, con thấy câu này rất là quan trọng. Cái câu nào con cũng thích hết, nhưng mà con tùy theo, con ráng nhớ những ý mà Đức Phật giảng. Khi mà Đức Phật nói câu đó thì Đức Phật tùy theo cái hoàn cảnh của cái người mà Đức Phật sẽ giảng cho họ nghe. Thành ra mỗi cái nó đều khác nhau. Nhưng bàn bạc trong 45 năm mà Ngài đi thuyết pháp thì Ngài chỉ nhắc lại những một điều đặc biệt là lúc nào cũng phải giữ cái tâm sống tỉnh giác, có chánh niệm và tinh cần thì tự do cái ý mà ra thôi. Chúng ta sống tỉnh giác, chúng ta sống tinh cần, tinh tấn như thế nào thì chúng ta tỉnh giác, chúng ta cố gắng chánh niệm trong đó thì cũng phải từ do cái tâm mà ra thôi, từ do cái ý, chứ không thể từ cái thân hay từ cái gì hết trơn, từ cái lời nói, không có. Tất cả đều do ý mà ra. Thì cái ý rất quan trọng, tại vì nếu chúng ta không nắm được cái ý, không nắm được cái tâm của chúng ta, thì những việc gì xảy ra chúng ta sẽ không có thể mà đối phó được. Nếu mà cái ý chúng ta vững mạnh, cho dù cái hoàn cảnh nó khó khăn như thế nào, thì với ý chí của chúng ta thì chúng ta cũng có thể vượt qua cái đó một cách rất dễ dàng. Từ dễ tùy theo những người có những kinh nghiệm, có những từng trải, thì người ta sẽ bình tĩnh giải quyết từng vấn đề. Nếu mà đơn giản thì giải quyết theo đơn giản, phức tạp thì giải quyết theo phức tạp, vừa giải quyết theo vừa, mà cà chớn cà cháo thì giải quyết theo cà chớn cà cháo. Nói về cái ý thì ở trong nhân gian, mặc dù nhiều người không có học Phật pháp, người ta vẫn có thể hiểu được cái ý nó quan trọng như thế nào. Chẳng hạn như con nghe cái bài mà ông thiền sư hay ông sư mà đi đò đó, ổng đi đò, khi mà ổng nhìn cô gái thì cô gái bắt ông trả 2 đồng. Lần tới cái ổng không nhìn nữa, ổng nhìn ở dưới nước thì cô ta lại bắt ổng trả 4 đồng. Rồi khi mà ổng thấy vậy, ổng không dòm nữa, ổng nhắp con mắt lại thì cô ta không những không có trả là gấp 4 lần nữa là 8 đồng. Ổng mới nói trời ơi, cô làm sao mà cô lần trước mà tôi nhìn cô thì cô thay vì lấy 1 đồng giống như những người khác, mà bây giờ á mà tôi không nhìn cô nhìn dưới nước thì cô lại chặt tới 4 đồng, mà khi mà tôi không nhìn gì hết, tôi nhắm mắt mà cô chặt tới 8 đồng, cô tại sao như vậy? Tại sao trong cái này người ta nói ông thiền sư hay ông sư mà người ta không nói những người khác? Tại vì nếu mà cái người bình người ta những người bình thường đó, đàn ông hay đàn bà, nếu mà gặp cô này mà giở trò giống như vậy, người ta sẽ hét lên: đại bà là chú chồng ở đây hả, hay là bà ma quỷ yêu tinh phương nào, bà làm cái lực của bà đó, bà có treo ở chỗ cái bến đò của bà không, bà có treo trên cái thiền của bà không, hay bà có đeo trên người không, mà bà muốn tính tiền người ta như thế nào lại được, bây giờ tôi không trả luôn á, bà lạng quặng tôi đục cho bà phù mỏ luôn. Chẳng hạn như vậy. Thì người ta đưa ra ông sư, một thiền sư, thì với ý định như thế này, theo con hiểu là đối một vị sư thì người ta phải sống trong chánh niệm tỉnh giác theo sự tu tập của Đức Phật. Người ta đã từ bỏ gia đình, từ bỏ những cái sự ái dục, ly gia, ly ái, ly tùm lum đó, để mà họ tiến đến con đường không có quần dướng bận, không có còn tham ái trong đó, để mà tiến tới con đường giải thoát. Thì người ta mới nói ông sư cũng như kể chuyện đó, để đối người đời thì lúc nào cũng phải sống trong tỉnh giác, sống trong chánh niệm, và lúc nào cũng phải tinh tấn tiếp tục những cái điều mình làm liên tục để mà nó có kết quả tốt hơn. Thì người ta mới kêu là ông thiền sư, chứ người ta đâu có nói là cái ông kia đi đò gặp cô lấy đò đâu, người ta nói là ông sư, ông thiền sư vậy đó. Tức là những vị đó là không phải ở trong đời, họ phải lúc nào cũng chịu chờ, phải ràng buộc, phải nhớ, ghi nhớ và thực hành 227 điều giáo luật mà Đức Phật đã đặt ra cho một vị sư. Theo con biết trong vậy.
thì vấn đề mà trời chắc hơn 10 phút đấy sư. Thì con đưa ra vấn đề này, nhưng mà đối với ý đó, thì không có dễ, nói ra thì dễ như vậy nhưng mà khi thực hành rất là khó, tại con người cái tâm của người ta rất là phóng dật, khi mà gặp chuyện rồi thì bao nhiêu kinh Phật hay những điều mà ghi nhớ vậy đó quên hết, cái ngã nổi lên đùng đùng lên là làm theo những cái ý ưa thích, những cái thường cận y duyên mình đã từng làm thì rất khó. Nói tóm lại sư cho 10 phút nghĩ rằng cũng cần 10 phút rồi phải không sư? Tới 23 lần hả, bây giờ 25 rồi, thành ra con tóm tắt như vậy thôi. Ý là con nói cái câu này là không phải con thích, con rất thích nhưng mà con thấy nó quan trọng. Đó là tại sao các vị trưởng lão đã đặt cái câu này đầu tiên trong 423 câu kinh pháp cú mà Đức Phật đã trang đã từng đi giảng trong 45 năm thuyết pháp của ngài. Thì con thấy đối với cái ý là phải lúc nào cũng phải giữ cái tâm mình cho tốt, giữ cái tâm mình cho vững và hiểu rõ vấn đề mình muốn làm cái gì, muốn nghĩ một cái gì hay mình nói một cái gì thì mình phải suy nghĩ, mình nói trước, thì cái đó là quan trọng nhất. Cái sự thực hành đó, khi nào mà làm một việc gì thì con cũng phải nghĩ rằng cái việc đó có thích hợp không, cái việc đó có phù hợp không, có hợp lý không. Thì con thấy những việc đó phù hợp, thích hợp thì con sẽ làm. Cũng như mà con đi shopping mà con thấy 75% off hay 80% off hay là everything to go because nó là bankruptcy chẳng hạn vậy, thì con vô con coi những cái này mặc dầu nó bán rất rẻ nhưng mà con có cần không, con đã có rồi hay có nhiều rồi thì con cũng không cần nên mua. Đó là con muốn trình bày đó. Bây giờ nó cũng hơn 10 phút rồi, con là mỏi nhọn mà sư, nói mà khi nói là nhắm mắt nói rồi đâu có nhớ đâu, nhưng mà kỳ này con biết sư sẽ la, con dần cái đồng hồ rồi, con đủ giờ rồi. Vậy thôi con xin nhường máy lên cho người khác và con xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nếu có điều gì sai trái xin quý vị chỉ bảo và xin chúc quý vị một ngày ăn vui và nhường máy lại ạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức, Sa Thu Sa Thu Sĩ Kim. Hơi lố một chút ha Sĩ Kim, bởi vì 10 phút, nhưng mà sự trình bày của Sĩ Kim thì mỗi người có mỗi cái phương pháp. Đối với Sĩ Meta thì đi thẳng vô đề tài, đối với Sĩ Kim thì luân khởi, tức là gián tiếp đi vòng vòng, nhưng mà mục đích cũng là câu số 1, câu số 2. Chê ta na hân phi cầu quê cầm mong quá đàm ý, tắc ý là nghiệp hay là sở hữu tư. Thì trong ba cái nghiệp thân, khẩu và ý, thì cái ý nghiệp là quan trọng. Nhưng mà đối với Sĩ Kim thì cái ý nghiệp này làm cho lưu luyến, làm cho nhung nhớ, làm cho coi như hồi tưởng là quá khứ mười mấy năm trời, bóp 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 cái gì đó mà cái đề cập hoài vậy hả? Cái trường hợp này nhớ lại chuyện cũ, cũng là cái tư tưởng sống trong niềm thương nỗi nhớ ha. Thì cũng nói lên cái tâm dẫn đầu các pháp, mà tâm dẫn đầu các pháp rồi cái đi vào cái vấn đề mà cái trình bày một cái vấn đề không cụ thể là nói vòng bên ngoài nhiều hơn, không đi vô nội dung câu chuyện như là Sik Mita ha. Nhưng mà đây cũng là một cái phương pháp để cho chúng ta học hỏi người trực khởi, người luân khởi, và đó cũng là một cách để cho quý vị nhập đề. Tức là đi vô câu Phật ngôn, nói lên cái dụng của câu Phật ngôn đó, rồi chúng ta rút ra những cái hay, cái dở, tại sao hay, tại sao dở. Nhưng mà sự trình bày của Sĩ Kim cũng là một bài học để chúng ta rút tỉa kinh nghiệm trong cái sự học hỏi. Mà mục đích của Sĩ Kim đã nêu rõ ý nghiệp là quan trọng, cho nên câu số 1, câu số 2 đối với Sĩ Kim rất là tâm đắc. Rồi, quan hỷ,
Rồi bây giờ mời huynh An Trần nè, huynh An Trần nè, rồi huynh Giang Nhật Hà nè. À, quý vị, hai vị nữ rồi, bây giờ hai vị nam. Alo, huynh Tụ Tỳ đi, huynh An Trần với lại huynh Giang Nhật Hà, ai lên trước nè? 20 câu thì câu nào cảm thấy thích, tâm đắc thì cứ trình bày. Không quan trọng nhiều hay ít, mà chúng ta nói lên cái nội dung, cái câu Phật ngôn đó đem lại một sự lợi ích khi mà thực hành và đời sống của chúng ta thì an vui. Rồi huynh Giang Nhật Hà mời huynh An Trần kìa ha. Hai huynh đã gặp nhau ở bên chùa Pháp Vân rồi, quan hỷ quá. Rồi bây giờ nhường nhịn nhau. Đúng rồi, huynh An Trần lớn tuổi hơn là huynh Giang Nhật Hà nè. Đúng rồi. Cái như kính lão đắc thọ như vậy là tuyệt vời rồi. Vậy thì huynh An Trần còn mắc cỡ gì nữa? Alo, mời huynh An Trần. Huynh Giang Nhật Hà coi như là khiêm tốn như vậy đó, mà bây giờ huynh An Trần coi như nỡ làm ngơ hay sao? Ơi, xa thú, xa thú. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức. Con kính chào quý bà, quý cô tu nữ và con xin chào quý đạo hữu. Dạ kính thưa sư, trong phẩm song đối này thì có 20 câu song đối với nhau, bao gồm các nội dung đối lập giữa tốt, xấu, thiện và bất thiện qua các hành động của chính mình đã tạo và sẽ gặt lãnh kết quả từ những hành động tạo tác ấy. Thì trong phẩm song đối này thì con tâm đắc về câu Phật ngôn số 3, số 4. Và con xin phót bài lên, nhưng mà không hiểu lý do sao bài con không được lên. Con nghĩ là đã bị chặn lại. Và con chỉ nói và xin đọc lại bài. Một lần nữa con kính tri ân sư Trí Đức và kính cảm ơn đạo tràng đã cho con cơ hội để ôn lại những bài kinh Pháp Cú trong phẩm song đối. Câu số 3 là Đức Bổn Sư thuyết về vị trưởng lão Trích Xá. Câu số 3 là nó đánh nó cướp của tôi, lại còn đục mạ lắm lời đắng cay. Ai mà ôm ấp niệm này, lửa phiền thiêu đốt tháng ngày chẳng nguôi. Câu này là nói lên về cái sự nếu mà mình bị mắng chửi mà mình chấp chứa trong lòng thì phiền não là bất thiện. Ác khô chí mạng á thi mạng á chí ni mạng á hà si mê về chắc út phát nề hàn thi về răng tê sang nát sầm mát thi. Dạ, còn câu số 4. Dạ, con chỉnh lại âm thanh. Dạ, còn câu số 4. Ác khô chí mạng, á vi chí mạng, á chí ni mạng, á hà chí mê, dê chá tăng, ú phát nề, hàn chí, vê răng tê su, phát sàm mát chí. Nó đánh gốc tôi, lại còn mà lắm lời đắng cay. Người không ôm giữ niệm này, lửa phiền chợt tắt, khổ lại tự tiêu. Thì câu này là nếu mà mình bị mắng chửi thì hoặc là bị nhục mạ thì nếu mình chịu đựng kham nhẫn thì phiền não sẽ không có theo, lửa phiền chợt tắt, khổ lại tự tiêu. Dạ, qua câu kệ ngôn số 3, số 4, Đức Phật khuyên chúng ta không nên trả thù báo oán, mà hãy hành pháp nhẫn nại, quán nhân quả,
trước những cảnh trái ý nghịch lòng trong mọi hoàn cảnh thì sẽ giảm được phiền não và được bình an. Đức Bổn Sư dạy nhẫn nại không bao giờ là dấu hiệu của sự thua thiệt hay là ương yếu, mà trái lại thể hiện của sức mạnh nội tâm của người tự chủ. Dạ con chỉ có bấy nhiêu lời, con xin xuống mít. Dạ con kính tri ân sư trí đức và cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ cảm ơn nhà đã cho con biết tín hiệu. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ thì thật ra trong mấy tháng qua thì sư đã giảng dạy 20 cái câu pháp cú kinh phẩm song đối thì những cái câu Phật ngôn thì rất là hay, và những cái câu giống như cô Metta, cô Kim và Huynh An Trần đã trình bày thì là những cái câu mà rất là lớn và nổi tiếng, đã giáo giới cho những vị thiện lai tỳ kheo. Thật ra câu nào con cũng thích hết, nhưng mà theo cái đề tài hôm nay thì sư đưa ra thì con chọn cái câu pháp cú số 14 là theo cái Bali mà sư dạy là cái câu câu này là Yatha agarang suchanang vuthina samati vichati evang supha vitang cittang rago nasamati vichati. Thì cái câu này á được Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ra cái lời Việt là như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Và Hòa Thượng Giới Đức cũng có hai cái câu kệ ngắn hơn là mái tranh che đậy kỹ càng, tâm người khéo giữ, dục phàm khó xen. Thì sư đã giảng qua cái câu này, và có một số cái từ con cũng lấy ra con rất là thích. Agara như là ngôi nhà, rồi Samati Vichati xâm nhập, Chích Tăng là cái căn Chích Tá là về tâm, Supha Quý Tăng là khéo tu, và Rago cái căn ngữ Raga là ái dục. Thì những một số cái từ vựng này để làm cho con liên tưởng đến cái ngôi nhà và những cái ái dục, thì cũng như cái thân tâm của con người mình. Thì giống như Phật tử chúng con cũng được học đó là cái thân gồm có danh và sắc, thì là như quý sư giảng là ngũ uẩn, thì là cái uẩn đầu tiên đó là sắc, thì còn danh là cái uẩn còn lại, thọ tưởng hành và thức, thì nó chính là những gì mà mình gói trọn gọi là cuộc đời. Mà cái cuộc đời thì nó chỉ dài vỏn vẹn có một hơi thở mà thôi, cũng giống như trong kinh thường nói là hơi vừa dứt việc đời cũng dứt. Vì cho nên chúng con thì cũng phải cố gắng tu học thôi. Thì tu có thể là để là có nghĩa là để sửa mình, sửa tâm và sửa tánh. Còn học thì gồm có nghe, hỏi, hiểu, nhớ và hành. Thì nghe và hỏi thì là đã được sư dạy qua cái phẩm này trong những cái ngày hàng tuần, một tuần 3 ngày thì được nghe và hỏi rồi. Còn bây giờ thì tới cái phần gọi là hiểu và nhớ. Thì con cũng với sự hiểu biết nông cạn thì con cũng xin trình bày lại cái sự hiểu biết của con để cho có thể được nhớ lâu và nhớ sâu hơn.
sau cùng thì là hành, thì là mình phải đem những cái lời dạy này, những sự giảng dạy để mà đem ra đời, coi thử coi coi đời nó hành mình cỡ nào, để mình vận dụng những cái sở học này để may ra mà giữ được cái bình tĩnh để mà đối phó. Thì kế tiếp thì con cũng rất là tâm đắc cái chữ rago trong cái câu cuối á. Thì rago thì nó từ cái tăng căn ngữ raga là ái dục, mà ái dục thì nó nằm trong cái 10 kiết sử mà mình được quý sư quý thầy đã giảng dạy qua đây. Thì cái 10 cái kiết sử này là những cái mà mình trồi lặn để mà có ngày hy vọng vượt qua để đến bờ bên kia. Thì cái bước đầu tiên của cái người học Phật như tụi con đó là mình phải từ phàm nhân để mình đi tiến lên từ từ bằng mà loại trừ những cái ba cái kiết sử đầu tiên là thân kiến, hoài nghi và cái giới cấm thủ, hay còn gọi là giới lễ nghi thủ. Thì ít nhiều gì thì tụi con và những quý cô chú anh chị trong room thì cũng đang thực hành những cái điều này để có cái sự mong cầu là loại trừ từ từ về thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, thì để đưa đến cắt đứt được cái dục ái. Cái kamaraga này thì là nó là một cái mấu chốt rất là quan trọng để đưa cho chúng con đi vào cái dòng thánh, vòng dự lưu. Cho nên con rất tâm đắc cái câu này, và có thể sử dụng được làm cái kim chỉ nam cho con để mà tu học. Thì để áp dụng vào thực tế thì con cái thân vật lý này thì con ăn uống, tập thể dục, ngủ nghỉ, rồi tập tu thiền để điều hòa thân và cân bằng tâm sinh lý. Còn cái tâm thì vào lớp học thì bây giờ là đa số là con học online, giống như là cái chùa trên trời này, để nghe giảng pháp rồi làm một số công việc thực hành, hành bố thí, trì ngũ giới, thì với một cái sự mong cầu là để đưa cho cái thân tâm ngũ uẩn này đi đến một cái trạng thái cân bằng để có được cuộc sống gia đình an vui và hạnh phúc. Thì cái câu số 14 này nó cũng có một cái duyên sự rất là hay và đặc biệt. Con nghe sư giảng thì con nhớ một ít là cái Đức Thế Tôn đã dùng một cái chiêu đưa cái bình bát cho Thái tử Nan Đá với cái ẩn ý để ép cho xuất gia, và còn thi triển thần thông để cho cái người em cùng cha khác mẹ này thấy được những cái vị tiên nữ đẹp ở trên trời á, để có thể mà thoát ly gia đình, để tách khỏi những người vợ mới cưới và ngai vàng điện ngọc. Thì một cái người nam mà có trong tay quyền lực rồi gia đình có cung vàng điện ngọc rồi có vợ cưới xinh đẹp như vậy thì rất là khó. Cho nên Đức Thế Tôn thi triển thần thông để mà làm cho cái người này thấy được những cái người tiên nữ trên trời, thì thấy quá đẹp. Cho nên cái người em cùng cha khác mẹ này giống như là đang có một cái nhân sản ở trong tay rồi, mà còn thấy trên thiên sản là còn ngầu hơn nữa, không có gì cái nhân sản này có thể so sánh được, mà ngài còn thấy như là vợ mình như là một cái con khỉ già mới kinh chứ, so với những cái tiên nữ trên trời đó. Cho nên để có thể mà xuất gia tỳ kheo thì cái câu này nó rất là hay, cái duyên sự cũng rất là đặc biệt, nên con rất là tâm đắc có thể làm cho cái một cái câu chuyện để cho con nhớ, để mà làm một cái bản đồ để mình hướng theo để tu học. Thì con cũng có vài lời, và con cũng xin
Tri Ân Sư đã giảng dạy những cái câu Phật ngôn Bali cho tụi con, dạy con đọc, kể và kể những cái duyên sự qua cái lớp hàng tuần. Rồi con cũng xin kính chúc đạo tràng và sư luôn được thân khỏe tâm an. Dạ, con có một vài lời như vậy thôi. Nếu mà có thiếu sót thì con xin sư và đạo tràng cho thêm ý kiến. Để dạ, con xin cảm ơn sư và con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính lĩnh lễ sư trí đức, sư pháp thanh và sư tuệ đức. Con kính lĩnh lễ chú cô tu nữ, kính chào các quý đạo hữu. Dạ, con thì con rất tâm đắc cái câu số 7 thì con thấy là nó thích hợp và nó phù hợp với cuộc sống thực tế của con. Và qua đó thì nó nhắc cho con nhớ là phải luôn luôn là cẩn thận mà canh phòng cái thân của mình. Cái câu số 7 là Supa Nupassin Viharan Tăng Indri Yesu Asang Vutang Vô Chá Nam Hí Chá Mát Tăng Nhùm Cú Sì Tăng Hì Ná Vì Rí Dăng Tăng Quê Bát Sá Há Tí Má Rồ Hoà Tô Rút Thăng Quá Đức Bá Lăng. Ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, mà uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Thì con thường là trong cái cuộc sống bình thường thì mọi người đều có chú ý đến cái bản thân của mình, luôn luôn là dành thời gian nhiều để mà chăm chút bản thân, để cho bản thân mình đẹp, để cho bản thân mình sướng và tốt, thì quên đi cái quan trọng nhất là phải hộ trì các căn. Bởi vì ngũ căn mình luôn luôn bị ngũ trần nó tác động vào và luôn luôn bị dính mắc vào cái cảnh sắc. Và vì vậy và nó sẽ khởi sanh lên những cái tâm bất thiện như tâm tham ái, tâm sân khi nhìn những cảnh vật mà mình không toại nguyện, hoặc là những cái gì mình thích mà mình không được. Nó đâm ra nó đưa đến cái trạng thái tâm sân là không có hài lòng với những cái mà mình muốn và mình thích. Và ăn uống thiếu tiết độ thì thường là chúng ta là ăn uống là không bao giờ chú ý đến cái việc ăn uống, mà ăn thì chỉ biết ăn và uống chỉ biết uống thôi, mà không biết rằng là cái ăn uống cũng rất là quan trọng. Vì khi mà ta ăn, ta phải hiểu rằng là cái trong cái cuộc sống khi được làm con người thì rất là quý. Vì vậy cho nên ta phải hiểu ra ăn là ta ăn để mà nuôi sống cái bản thân mình, để mà sức cái bản thân mình khỏe, để mà mình có thể tu tập được tốt. Và uống cũng vậy, thì chúng ta phải uống tiết độ và ăn uống thì phải cân bằng, đừng thích ăn tham quá, ăn nhiều quá thì nó cũng không có tốt cho cái sức khỏe của cơ thể, hoặc uống nhiều quá thì nó cũng không tốt cho thận của chúng ta. Nói chung rằng là khi mà ta ăn uống theo cảm tính á, thì chúng ta sẽ nghiêng về phần cái xuất sanh nhiều hơn. Và như Đức Phật cũng nói là khi mà cuộc sống ta ngã về hướng nào thì khi cận đến cận tử nghiệp và khi ta tục sanh qua cái kiếp khác á, thì cái hướng đó thì sẽ theo ta đi tái sanh, tục sanh trong cái kiếp kế tiếp. Vì thế nó nhắc nhở cho con là khi ăn uống thì phải có tiết độ, có chừng mực. Và khi ăn thì mình biết ăn, thường là khi mà con không có chú ý đến cái này á, đến cái việc ăn uống á, thì con thường là con hay phóng tâm mà ăn mà mình không biết mình ăn cái gì và cái tính chất của thực phẩm nó ra sao, mà chỉ biết ăn thôi. Và nhiều khi vừa ăn vừa xem chuyện hay là vừa xem tivi hay là cái gì khác. Và như vậy đó, cho nên con phải luôn luôn nhắc nhở con khi mà con phóng tâm, hoặc là khi con không có cái sự chánh niệm trong khi ăn uống á, thì con phải nhắc nhở. Và qua đó con sẽ rèn luyện cái tâm của con là để cho nó khi mà con có cái sự lệch đi về phía bất thiện thì nhắc nhở con mà trở về cái chánh niệm là ăn uống là phải biết là mình cái thức ăn như thế nào, cái vị nó như thế nào và cách nhai của mình như thế nào. Biến nhát con là số 1 đó thưa sư, con là rất là biến nhát và ít khi nào tinh cần. Bởi vì vậy cho nên con rất là thích thú và
cái câu số 7 này. Vì biếng nhác, vì cái bản tính con là biếng nhác, cho nên khi học câu số 7 là con phải luôn luôn nhắc con là không nên biếng nhác. Vì cái cuộc sống của mình là không còn bao lâu nữa, mà nếu mình biếng nhác như vậy á, thì nó sẽ dẫn tới những cái pháp mà không tốt. Và luôn luôn phải tinh cần, vì mình có tinh cần, mình có học hỏi thì cái trí tuệ mình mới phát sanh. Mà nếu mình không có tinh cần, mình không chịu học, khó học hỏi, thì mình không thể thâu luận bất cứ cái việc tốt hoặc là những cái mà cần phải ghi nhớ trong tâm của mình. Thì khi mà chúng ta bị sao lãng về cái hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ và biếng nhác trong học tập, trong sự hiểu biết về những điều Phật dạy á, thì ma uy hiếp cả ấy. Và trước mắt là thấy ma, phiền não ma nó sẽ uy hiếp ta, và vì phiền não nó sẽ lôi cuốn ta vào trong trong cuộc sống, và từ đó tâm ta bất an, và kế tiếp đó là cái sức khỏe của ta cũng đi xuống. Và những cái yếu trước gió, trước những cái dồn dập của những cái bất thiện pháp khi mà đến với chúng ta, thì chúng ta sẽ ngã, mà chúng ta không có sự đứng vững trước những cái phiền não, những cái quả bất thiện đến với ta, thì ta không có được cái tâm bình tĩnh để mà chấp nhận cái sự việc đó. Thì qua câu số 8 là Asufa Nupatin Viha Rantan Intri Yesu Susan Vuhan Phô Chá Nam Hí Chá Mát Tăng Nhùm Sách Thăng A Rát Thá Vy Rí Dằng Tăng Vê Nắp Bát Há Tí Má Rồ Vá Tô Sê Lăng Vá Tắp Bát Tăng. Câu này làm cho con rất là hoan hỷ. Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, ma không uy hiếp được như núi đá trước gió. Bởi vì con đã có kinh nghiệm trước cái sự phiền não ma, và cho nên con khi mà con đọc cái câu số 8 thì con rất là thú, và qua đó thì con sẽ học tập và sống cho có tiết độ hơn, và luôn luôn mà rèn luyện tâm của mình để nó không có nhiều cái tâm bất thiện. Vì như chúng ta biết rằng là khi tâm của chúng ta là gồm có tâm thiện và tâm bất thiện. Nếu khi chúng ta không có tâm thiện thì tâm bất thiện mình nhảy vào. Mà thường á, thì qua cái kinh nghiệm về thiền của con thì con thấy là nhận thấy rằng tâm bất thiện thì nhiều hơn tâm thiện. Và nhiều khi nó vi tế mà ta không nhận biết, đến khi nó đã phát sinh rồi thì ta nhận biết thì nó đã muộn rồi. Thì qua cái duyên sự của cái câu số 7 và số 8 nói về trưởng lão Mahakala và ngài Chú Lá Ca Lá, thì chúng ta thấy là vị trưởng lão Mahakala là một vị A-la-hán, vì ngài đã đoạn trừ được tất cả các phiền não, cho nên không có cái gì mà có thể khúc phục ngài được. Trong khi ngài Chú Lá Ca Lá thì không được như vậy. Cho nên khi mà trong cuộc sống thì ngài Chú Lá Ca Lá thì bị ngũ trần nó lôi kéo, làm cho nó sân khởi, và đã chạy theo những sân khởi trong nhiều đối tượng khả ái. Thì giống như cái cây yếu lại đứng lên vực thẳm, cho nên là bị gió nó đánh ngược lại và ngài đã ngã. Nhưng ngược lại thì Đức Phật tán thán ngài Mahakala: con trai của ta sống quán bất tịnh giống như tảng đá núi không bị rung động. Sau khi nói xong thì ngài liền nói hai kệ ngôn này là: trong khi sống cứ mãi nhìn tịnh tướng, các căn quyền chẳng bảo vệ căn phòng, thức ăn thì tiết độ cũng bằng không, luôn biếng nhác, nghèo hèn trong nỗ lực. Những kẻ ấy bị ác ma uy hiếp, sợ cây non trước gió mạnh điên cuồng. Trong khi sống cứ mãi nhìn bất tịnh, các căn quyền được bảo vệ căn phòng, thức ăn thì tiết độ có như không, luôn tin tưởng, luôn tinh cần cố gắng. Những người ấy ác ma nào uy hiếp, sợ núi cao trước gió giật điên cuồng. Qua hai cái câu này thì con rất là tâm đắc và có nhiều cái kinh nghiệm và nhiều bài học để mà con phải học hỏi. Vì là người sơ cơ nên con thường là những cái ngũ trần ngũ dục nó lôi kéo con rất là nhiều. Nhiều khi mình không có chánh niệm, mình không có trở về cái thực tại thì mình sẽ bị lôi cuốn theo nó. Và có những cái kết quả nó không có tốt cho mình trong kiếp này, trong hiện tại và cũng như trong cái tương lai. Vì khi mình trong kiếp hiện tại mình nghĩ gì, mình làm gì thì nó ảnh hưởng, nó tạo nghiệp cho cái kiếp tương lai kế tiếp của ta. Cho nên qua hai cái câu này thì con luôn luôn là con phải nhắc nhở cái tâm mình là luôn luôn phải chánh niệm
Và khi mà bị lôi kéo quá thì khi mà mình có được cái sự rèn giũa tâm đó thì tâm nó sẽ kéo mình về cái thực tại. Thì thực tại chính là đây. Thì khi mà mình có biết thực tại, mình hiểu mình làm cái gì, mình nghĩ gì, thì nó sẽ không có tạo nghiệp. Nhưng mà nếu mà mình để nó dễ vui, để nó lôi kéo mình về cái thời quá khứ hoặc thời tương lai, thì vô tình đó là mình tạo nên cái nghiệp, tạo nên thời gian. Và coi như là cái vòng luân hồi nó cứ tiếp diễn, và mình cứ đi theo mãi cái con đường đó. Cho nên là con rất tâm đắc với câu số 7 và câu số 8 là bài học rất là ý nghĩa đối với con. Tất cả những câu trong các phẩm song yếu đều rất là quan trọng. Nhưng bởi vì là con thấy là con có nhiều cái căn tánh giống như cái câu số 7 nói lên, cho nên con rất thích thú về cái câu số 7. Và con lấy câu số 8 là châm ngôn của mình, và cố gắng là từ từ coi như là thấy được cái phiền não và giảm hẳn nó. Và mong muốn rằng sẽ cố gắng tu tập từng bước để theo chân các vị thánh tăng để mà tu tập cho tốt trong kiếp này, kiếp sau và trong những cái vòng luân hồi của con. Con cầu mong được gặp những cái vị thiện trí thức và những vị binh sư để dẫn dắt con từng bước đi đến đạo quả giải thoát. Dạ, con có những cái điều tâm đắc đã nói lên. Dạ, kính thưa sư và quý chư đạo hữu, có gì thì sửa sai cho con. Dạ, con xin xuống mic và xin nhường cho vị kế tiếp. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Hồng Mai. Dạ, con chào hoài không thấy có ai đưa bàn tay nên con xin phép ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong Đạo Tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Dạ, con thì đối với con thì con mới đến với Phật giáo Nam Truyền thì 423 câu pháp cú, thì câu nào đối với con cũng đáng nên học hỏi. Nhưng mà nếu anh gói gọn trong 20 câu này thì con tâm đắc nhất là câu số 1 và câu số 2. Dạ, câu số 1 thì ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hai hành động, khổ não bước theo sau như chân, như xe chân vật kéo. Do đầu tiên con học câu này thì con thấy rất là đúng. Nếu mình có những cái ý nghĩ rất là xấu xa hoặc là hiền thiện thì nó tạo ra lời nói và hành động của mình. Dạ, cảm ơn Hồng Mai. Do đó nên là mỗi lần con suy nghĩ cái điều gì đó, dù thiện hay bất thiện, con phải nghĩ đi nghĩ lại 5 lần 3 lượt rồi con hành động. Thật sự con thường nhìn nó, tâm bất thiện nó rất là nhiều, sân si nó rất là nhiều, nhưng mà con phải dạy nó. Dạ, con phải dạy nó, đây là đi địa ngục, đây là tâm bất thiện, phải là như làm như vậy là không đúng. Nên nhờ cái câu Phật ngôn này nó ứng dụng cho con rất là nhiều. Dạ, rất là nhiều, để cho mình giữ cái tâm mình. Bản thân con thì con thấy cái ác của con nó nhiều lắm. Dạ, nó sân si dữ lắm. Nhưng mà cuối cùng thì con kết cục là cái câu 20.
Dầu nói ít kinh điển, nhưng hành pháp trì pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, giữ phần xa muôn hạnh. Thì mặc dù con biết cái thân mình học ít, ít có nhớ, dạ, học ít có nhớ, đưa vô cái đầu quý ngài giảng 100 chữ chắc con thu thập được 1 chữ à. Dạ, con biết là như vậy. Ít có nhớ, tuổi tác thì đã luống tuổi rồi, không biết mình chết ngày nào, nên là con phải luôn luôn mình chỉ hiểu cái ý cái bài kinh đó để mình tu tập, để mà mình có thể sớm được đạt đạo quả giải thoát. Tại vì con đã từng làm con, làm vợ, làm mẹ, làm bà, con thấy nào cũng khổ hết. Con thấy rất là khổ. Và con nhìn xung quanh con, mọi người xung quanh con, mỗi người mỗi cảnh mỗi khổ. Nhìn ngoài ai cũng thấy rằng, ví dụ tay cặp tay với nhau thì rất là hạnh phúc, rất là sung sướng. Mà con thường nói là chắc hồi đời nào đó con cũng đã bị gạt. Nên con thấy những cái vị mà đám cưới hoặc tay cặp tay đi ngoài đường, con tự nhiên con rất là sợ. Dạ, con tự nhiên con thấy cái cảnh đây là khổ tới rồi đây, nước mắt tới rồi đây. Lúc con còn trẻ đó, con đọc một tờ báo mà con nhớ hoài nhớ hoài. Bây giờ thì con tạm quên rồi, nhưng mà bây giờ nhân dịp này thì con lại nhớ lại. Tại vì con học pháp thì con quên mấy cái chuyện ở ngoài, mà con nhớ cái câu đó là: tình yêu ở xa là hạt kim cương, tới gần là giọt nước mắt. Nên con rất là tâm đắc cái câu cuối cùng 20 này, để luôn nhớ con tu tập để sớm đoạn khổ tái sanh luân hồi. Dạ, con có bấy nhiêu lời thôi. Con kính mong quý ngài và đạo tràng hoan hỷ chỉ dạy cho con. Dạ, con kính dâng mít đến đạo tràng. Nam mô Bích Tha. Dạ. Dạ, alo ạ. À, The Man. Dạ, xin mời The Man nha. The Man lên trước đi rồi mình lên sau nha. Xin mời The Man, tại vì The Man hay bận á. Mời The Man nha. Dạ, alo. Con hỏi đạo tràng có nghe. Dạ, đầu tiên con xin kính lễ ngài Trí Đức, kính lễ chư tăng, quý cô tu nữ. Con xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Trước hết, cho con xin sám hối là con đi học không có đủ buổi và con đi sớm về trễ. Và cho đến giờ con vẫn chưa có biết cách kệ kinh. Thưa sư, trong cái phẩm xâm đối, câu 13 là cái câu con thích. Giác tha ái ga răng đức chân năng vích thì samati vích chát y văn áp pa vích tăng chít tăng ra gô samati vích chát y.
như ngôi nhà bụng lợp, mưa liền xâm nhập vào. Cũng vậy, tâm không tu, dục liền xâm nhập. Con mở rộng chi pháp cái bài giảng câu 13, thêm suy nghĩ của con như vậy. Cái tấm thân này, ví như cái căn nhà mong manh, nhiều kẻ hở, nó không có được che kín trước tám ngọn gió đời. Và cái cơn mưa phiền não, cái là gốc rễ của cái luân hồi, nó ập xuống bất cứ lúc nào. Và còn phàm phu, giờ chúng ta đây cũng đều là phàm phu hết, cho nên tâm của ta cũng giống như cái sống trong ngôi nhà không sao trong khỏi ô nhiễm trước cái tam độc tham sân si. Cũng giống như ai cũng bị cái năm cái triền trói buộc tâm, làm cho cái tâm mình nó vọng tưởng, nó mong cầu, rồi nó bất chấp mọi hành động, dẫn cái nghĩa mà dẫn đến bất tội, thì là nó cái tâm sân nó tàn độc, nó khởi lên không có điểm dừng, kéo theo tâm si, làm cho mình vô minh, mình tạo thêm những cái nghiệp bất thiện, và từ đó là mình sẽ dẫn tới cái tái sanh cái cảnh giới mà cảnh giới đọa xứ như là mấy sư giảng. Vì vậy cho nên con nghĩ giới là cái hành lang, là cái hàng rào, nó phải bảo hộ tâm cho mình, cho không có sanh khởi cái việc bất thiện gây nên nghiệp xấu. Hiện giờ, con nói hiện giờ, cái thần chết nó hiện hữu rõ lắm. Mỗi ngày đọc mạng mình biến bao nhiêu người chết, bao nhiêu người chết. Ngay thành phố mình cũng vậy, cũng đang giãn cách xã hội. Và mọi người đều lo sợ, không biết tai ương rớt xuống lúc nào. Và con cũng vậy. Và cũng chính ngay tại lúc này, cái câu 13 làm cho con phải giữ vững tâm mình trước những cái lao sao trên mạng, những cái buổi live stream, những cái buổi mà những cái lời bàn tán vô ích. Bởi vì nếu như mà con mắt con chạm những cái cảnh trần sau này á, cái khả năng đề kháng của con nó rất là kém. Nếu mà con đọc những cái comment, những cái lời chia sẻ bất thiện là con ở sân si, là con trượt tới phiền não, cho nên con ngưng lại. Con không có nó, con bớt lang thang trên mạng. Theo cái con nghĩ như vậy, và theo như đây là cái lời hiểu, sự hiểu biết thấp kém của con về 20 lời dạy của bậc đạo sư trong cái phẩm Sông Đối này. Thì câu 1 dạy là phải tinh tấn, không cái câu 1 là để là vô minh nó ngự trị. Câu 2 là phải tinh tấn, không được dễ vui. Phải. Câu 3 là phải kham nhẫn, câu 4 phải kham nhẫn. Giờ phải thực hành tâm từ, tâm bi, tâm xả như câu 5, câu 6. Rồi phải tự tạo cho mình một cái tấm thân mà bất độc khả xâm bởi phiền não như câu 7. Và an vui như câu 8 vậy. Rồi phải thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật như câu 9, câu 10. Và quan trọng là cái sự suy nghĩ của con nha, là con mình phải minh định rõ phạm hạnh của mình. Ai chúng ta cũng có một cái sự phạm hạnh mà mỗi cái dạng khác nhau. Mình phải minh rõ cái sự phạm hạnh của mình, là cái câu 11, 12. Nếu như con là người thấp kém nhất, là cái phạm hạnh của con là lắng nghe quý vị. Còn quý vị giỏi là quý vị nói được, giảng giải được theo ý của mình. Còn như dân dân và mây mây nếu như mà không có để con nói tới đâu con quên vậy. Cái câu 12 vậy hả? Câu 12 và cái câu 15 với câu 17 là con thấy mình học hai câu đó, là con thấy mình không có được để tà kiến si mê làm quên đi cái thời gian hữu hạn mạng sống của mình. Thì cái mạng sống của mình nó ngắn lắm. Rồi câu 16, 18 á, thì theo cái sự hiểu của con là mình phải tìm cái chiếc vé máy bay hạng first class á, quý vị, để mình phải đi đến cái cõi tốt lành, cõi thiện thú được. Rồi trong khi đó thì cái câu kế nữa là dạy cho mình đi có cái vé máy bay đó rồi, nhưng mà mình phải mang theo hành lý, là mình phải mang theo thức thắng sản để
để có cái hành trang mà hành trang của nhà giàu. Mình bước lên vé máy bay nhà giàu, mình phải có cái hành trang của nhà giàu, quý vị. Rồi cái câu 19-20 thì là con suy nghĩ đó là cái câu mà phải giữ giới và thực hành giới một cách nghiêm mật. Đây là sự cái hiểu biết thấp kém và nông cạn của con về 20 lời dạy của bậc đạo sư trong phẩm Sông Đối. Kính mong quý ngài, quý cô và các bạn đạo chỉ dạy thêm con, nhất là con xin ngài Giới Đức ngài Chí Đức chỉ dạy thêm cho con, và con xin hết, mời vị kế tiếp. Alo, 123123, Sister Man. Còn dư thời gian ha. Tại vì 6:11 mới đúng cái thời lượng. Nhưng mà Sister Man đã tóm tắt. Thay vì một câu, nó luôn một lần tới 20 câu. Trong 20 câu này sử dụng cái từ phạm hạnh hơi coi như là hơi quá đáng. Bởi vì phạm hạnh tức là hạnh của một cái vị phạm thiên. Mà phạm thiên thì quý vị biết các ngài thực hành tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Còn đối với chúng ta thì không có được trọn vẹn lắm, mà sử dụng cái từ phạm hạnh của các ngài phạm thiên thì hơi quá đáng ha. Sister Man cũng có một cái sự đầu tư. Có thể sử dụng thế này: cố gắng để trở thành những cái vị phạm thiên về cái hạnh của các ngài, tức là thực hành tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, để trở thành những cái vị phạm thiên. Mà từ cái nhân sản này tiến lên thiên sản thì cái như vậy thì nó tương đối hơn. Còn bây giờ chúng ta đâu phải là phạm thiên, mà chúng ta đâu phải là con cháu gì của ngài Sahampati, thế mà chúng ta vẫn đại diện cho ngài để thỉnh pháp sư ha, from Chaloka vân vân ha. Thì như vậy trong cái trường hợp bất đắc dĩ mà chúng ta phải lên thỉnh pháp sư, bởi vì cái tâm của chúng ta tầm cầu học pháp, làm con, làm cháu, làm chắc, làm chích gì của các ngài Sahampati. Và có thể trong tương lai chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ thực hành được phạm hạnh này. Còn bây giờ thì thật sự ra chúng ta cũng chưa có được tròn đủ ha. Cho nên cái từ phạm hạnh chúng ta hơi lạm dụng một tí. Sister Man qua hỷ ha. Nhưng mà Sister Man cũng có một sự đầu tư. Không riêng một câu, mà tới 20 câu, nói lên mỗi câu đều có cái ý nghĩa khác nhau. Nhưng mà nói chung cũng giống như Huynh Giang Nhật Hà tâm đắc cái câu Phật ngôn ngôi nhà phụng lộc. Thì cũng diễn tả chính cái bản thân của mình cũng nằm trong trường hợp đó. Thì hôm nay quý vị rất là tuyệt vời, mỗi người diễn tả mỗi ý. Nhưng trong cái vạn sự khởi đầu nan, đây là cái buổi đầu tiên mà chúng ta coi như triển khai. Nhưng mà trên cái vấn đề triển khai này, cái điều quan trọng với câu Phật ngôn đó, cái điều chúng ta tâm đắc để thực hành, và cái điều mà chúng ta cảm thấy thắc mắc, chúng ta có thể nêu ra để cho đạo tràng của chúng ta cùng chia sẻ, cùng thảo luận. Đó là cái ý nghĩ chính, cái vấn đề chính của cái buổi sinh hoạt của chúng ta. Một, câu Phật ngôn này, cái điểm này chúng tôi tâm đắc thực hành theo. Câu Phật ngôn này, cái điểm này làm chúng tôi nghi ngờ, và sự nghi ngờ này sẽ được đạo tràng giải tỏa. Mỗi người đóng góp một ý kiến. Bởi vì Đức Phật ngài dạy câu Phật ngôn này đối với cái đối tượng đó nó thích nghi, còn đối với chúng ta không thích nghi, chúng ta sinh sau đẻ muộn
chúng ta còn là phàm phu tục tử, không có duyên để gặp Đức Phật. Thì bây giờ qua những lời dạy của Đức Phật thì sự hiểu biết của chúng ta còn nông cạn lắm. Chính vì sự nông cạn này cho nên mới đem ra thảo luận với nhau để rút ra những cái hay, cái đẹp, nó thích nghi với cuộc sống bây giờ. Thời buổi của Đức Phật là năm 1900, hồi đó lâu lắm rồi, xưa lắm rồi. Còn bây giờ thì cái gì nó thích hợp với cái tài lê bây giờ, đó là điều quan trọng. Thì sự sinh hoạt của quý vị hôm nay cũng là một sự đóng góp, mỗi người mỗi ý, cũng giống như năm người rờ voi ha. Mà năm người mù này họ chấp nhận sự thật bởi vì chính cái bàn tay của họ rờ đụng, và họ đã nói lên cái sự thật. Nhưng mà sự thật đó là sự thật phiến diện, một khía cạnh mà thôi. Cho nên ở đây thăm Vasakacha có nghĩa là thảo luận, thì chúng ta phải tổng hợp những cái hay, cái đẹp của câu Phật ngôn này để học hỏi với nhau. Thì hôm nay là một cái điều mà đã thể hiện cái tinh thần của quý vị trong cái tinh thần tầm cầu học hỏi, mỗi người mỗi ý. Nhưng mà cái hay là quý vị nói lên những cái điểm mà tâm đắc, những cái điểm mà quý vị thấy rằng đó là kim chỉ nam để cuộc sống của quý vị được an vui. Ngoài những cái hay cái đẹp, chúng ta còn phải nói lên cái khuyết điểm, tức là cái chỗ mà chúng ta thắc mắc. Chính những cái thắc mắc đó chúng ta mới thảo luận. Mà cái tâm đắc đó là cái mà quý vị trong đạo tràng có đồng ý hay không, chứ không phải là ở đây chúng ta lên giải thích câu Phật ngôn này. Chúng ta không đủ trình độ để giải thích câu Phật ngôn này, mà chúng ta chấp nhận cả những cái đúng để lấy đó bỏ túi làm hình trang tư lương trong cuộc sống chúng ta được an vui. Và những cái chỗ mà chúng ta thắc mắc thì chúng ta có thể nêu lên để đạo tràng cùng chia sẻ. Và trong cái sự chia sẻ đó chúng ta sẽ học hỏi. Rồi bây giờ quý vị tiếp tục ha, còn 15 phút nữa, thêm một người nữa. Alo, bây giờ vị nào trung phong? Sít Tina, rồi Sít Kim Nhung, rồi chia hai nha. Thưa con, mời cô đi trước, thưa cô. Dạ, thưa con kính cảm ơn cô. Dạ, thưa con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ quý sư, con kính lãnh lễ quý cô thương nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được trình bày câu pháp cú số 8. Câu số 8 là Asupanu Pasin Viharantang Indri Yesu Susan Buntang Po Chanang Hi Chabat Tandu San Thang Aran Tha Vi Ri Nhang Tang Ve Nam Pa Sahati Ma Ro Wa To Se Lang Wa Pham Pa Tan Ti. Ai bất tịnh quán tu các căn khéo nhiếp thu, ăn uống có tiết độ, chánh tinh và cần cù. Dạ thưa, qua câu kệ ngôn này thì nói về câu chuyện của hai anh em Kula Kala và ngài Maha Kala. Cả hai anh em này là ngài Maha Kala là sau nghe được Đức Phật thuyết truyền về ngũ trần dục lạc kinh khổ ẩn, ngài thì quyết định đi tu
thì người em là Kulakala cũng quyết định đi xuất gia, nhưng chỉ muốn kéo anh của mình về để đoàn tụ. Ngài Mahakala vì lớn tuổi nên xin Đức Phật của mình xin Đức Phật học về thiền minh sát, lấy đề mục là tử thi thọ trì đầu đà. Điều lệ của khi mà đến nghĩa trang á, là ngài Mahakala phải kiêng cữ ăn uống như cá mè trứng mận bột ngọt, những đồ ăn phải kiêng cữ, không được lười biếng, không ngủ ngày, phải luôn tinh cần dũng mãnh, không gian dối, cũng phải có thiện chí. Và tối thì đến nghĩa trang thì sáng thì về. Qua sự kiên cần thực tập thường xuyên của ngài Mahakala, ngài đắc quả A-la-hán với trí tuệ là phân tích. Riêng ngài trưởng lão Kulakala thì không chăm chỉ học hành, thường tưởng nhớ đến gia đình, nhớ đến vợ con. Một hôm biết được là Đức Phật có ngự gần nhà, nên ngài Mahakala mới thỉnh về nhà, nói với người em của mình là ngài Kulakala về nhà để chuẩn bị để mà thỉnh Đức Phật đến. Khi ngài Kulakala về đến nhà thì bị những người vợ quyến rũ, tháo cả y áo, nhưng mà ngài Kulakala vì không có chuyên cần tu tập và thấy điều đó là bình thường, và cũng thấy điều đó và cũng muốn hoàn tục nên chẳng hổ thẹn chút nào. Thì đến khi những người vợ của ngài Mahakala thấy là tám người vợ thấy bên gia đình đó làm được như vậy, thì mấy người vợ này cũng muốn ngài Mahakala trở về nhà, cũng muốn bày trò như vậy. Nhưng những tám người vợ không được thành tựu vì ngài Mahakala luôn luôn cố gắng tinh tần thực tập những lời giáo pháp của Đức Phật, cũng như đã thành tựu đạo quả A-la-hán, cho nên những ý đồ xấu đó không được thực hiện, vì hôm đó ngài đã dùng thần thông phá nóc nhà để mà thoát ra ngoài. Dạ. Qua câu kể trên á, thì mình thấy được đó là hãy cô luôn luôn cố gắng tinh cần, kham nhẫn lắng nghe, và đừng có dễ vui, đừng có để tà kiến, và phải chịu đựng gian khổ trong bốn an nhiên của mình. Và phải biết thu thúc lục căn và hành trì thực hiện những điều như thầy, phải luôn thực hành những điều thiện trong thân khẩu ý. Và khi mà đã quyết định một cái gì đó thì mình phải chuyên cần tinh tấn, và phải có chữ kham nhẫn nữa. Ngoài kham nhẫn thì cũng phải có tình thương đối với bản thân mình, cũng như đối với những người chung quanh. Rồi để mà thành tựu những ước nguyện của mình, thì nhưng đối với và phải luôn an trú những lời của những lời chỉ dạy của Đức Phật thì rất là vô vàn, rất là bao la, rất là sâu. Thì mình người phàm thì đương nhiên là khó mà hiểu được hết hoàn toàn, nhưng mà phải luôn luôn là tinh tấn chuyên cần để mà học hỏi những lời của Đức Phật dạy. Và hồi xưa thì còn cận kề được Đức Phật, thì sau này thì mình có được những chư tăng đại diện mà truyền đạt lại, thì cố gắng tinh tần để học hỏi. Quan trọng nhất là không phải là đắc được cái gì trong thời này, mà cũng không biết là đắc được hay không, thì quan trọng trước hết là mình đỡ bớt khi mà an trú vào Phật giáo thì
con thấy tâm mình được an trú, được bớt phiền não và còn không cần phải mong cầu nhiều quá. Quan trọng là thân tâm an lạc thì mọi việc sẽ được suôn sẻ. Còn việc sanh lão bệnh tử là chuyện thường của cuộc đời rồi. Và phải nói chung là cuộc sống phải biết kham nhẫn và chấp nhận. Dạ, thưa con chỉ biết trình bày như đó, con có sai sót, thiếu sót như thế nào, con kính xin quý sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, thưa con xin hết. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Băng Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, thưa sư, dạ, kính thưa đạo tràng. Hôm nay con rất là hoan hỷ vì cái câu mà con tâm đắc thì lại trùng với Huynh Gia Nhật Hà và Sit the Man. Dạ, con rất là tâm đắc hai cái câu Phật ngôn số 13 và số 14. Nói chung 423 câu thì câu nào cũng là kim chỉ nam hết, nhưng mà trong 20 cái câu đầu này thì con thích cả câu 1, con tâm đắc, con hoan hỷ cả câu 1, câu 2, nói chung cả 20 câu, nhưng mà con chọn câu số 13 và số 14. Ya tha aga rằng đúc chan nằng vút thi samati vích chati ê hoàng a phà huy tằng chít tằng ra gồ samati quýt cha ti chá thà a gà rằng xúc trà nằng vút thi na samati quýt cha ti ê hoàng su phà huy tằng chít tằng ra gồ na samati quýt cha ti. Dạ, về nghĩa đen thì là ngôi nhà mà không lập kỹ thì mưa nắng sẽ chiếu vào. Như rằng Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch là như mái nhà vụng lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Tức là về nghĩa đen thì là ngôi nhà mình mà mình không chăm chút, mình không lợp cho nó khéo thì mưa sẽ xâm nhập. Thì cũng vậy, cái tâm mình mà không có thu thúc thì phiền não nó cũng sẽ nhập vào. Còn nếu mà cái ngôi nhà mà mình lợp kỹ, an toàn, thì sẽ mình sẽ an toàn trong cái ngôi nhà đó, cũng như tâm mình mà có thu thúc, không chạy theo trần cảnh thì cái phiền não nó sẽ không theo đuổi mình. Thì con áp dụng trong cuộc sống, nếu mình mà trong cuộc sống mình buông lung, mình chạy theo dục trần, lúc nào mình cũng thích cái này thích cái kia, rồi lúc nào mình cũng chồng vợ nhà cửa con cái tài sản, thì như vậy là phiền não nó cứ tăng và nó cứ đeo đuổi mình. Mà từ từ mình buông bớt đi, mình cứ nhẹ nhàng mình buông bớt, rồi mình tăng cường học pháp, hành pháp, thì tâm nó nhẹ, sẽ nhẹ hơn, rồi cuộc sống mình cũng sẽ an vui hơn. Nhất là trong cái thời Covid hiện nay, nếu mà mình cái tâm mình lúc nào cũng lăng xăng, coi vùng này, coi vùng kia, người nào dính, người kia dính, thì cái tâm mình nó cũng mệt mỏi lắm. Mặc dù là nó rất là thời sự, nhưng mà nó cái tâm mình thật sự là mệt mỏi. Còn thì thôi, mình cứ cố gắng làm theo những cái điều mà cái trung tâm phòng dịch khuyên mình là làm tốt 5K. Ở Việt Nam thì nên làm tốt 5K và cứ tùy duyên. Nếu mà nó có mắc phải thì cũng chấp nhận, mình cũng phải chấp nhận thì cái tâm mình nó sẽ nhẹ hơn. Dạ, con cũng thấy là mình cũng nên buông bớt những cái thông tin bên ngoài. Và con cũng thấy là cái câu mà hồi xưa cô tu nữ Mỹ Hồng ở dưới chùa Như Pháp hay nói là nhìn ra thì phiền não vào, mà nhìn vào thì phiền não ra. Thành ra là con thấy cái câu này nó áp dụng được với con. Và con cũng hoan hỉ là hôm nay có hai đạo hữu trong lớp này cũng cùng tâm trạng với con. Dạ, đó là cái câu mà con có tâm đắc và con cũng nghe trình bày. Dạ, thời gian cũng đã hết, con xin cảm ơn sư, con kính tri ân sư Trí Đức đã giúp cho chúng con hiểu thêm về các câu Phật ngôn và giúp chúng con đọc Bali được tốt hơn.
Dạ, con cũng cảm ơn đạo tràng đã tạo thành một cái từ trường cho mọi người cùng tham gia học tốt hơn. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, kính cần đạo tràng, con xin xuống mic ạ. Alo, 123, 123, Sĩ Kim Nhung, thời gian còn mà, chưa có đủ 10 phút. Nhưng mà sự trình bày của quý vị hôm nay, bên này đồng hồ 6 giờ 27 phút, 28 phút, như vậy là bên này chưa đói bụng, quý vị đói bụng cho nên chạy lẹ quá. Sa tú, hôm nay sự chia sẻ của quý vị tuyệt vời. Mỗi người mỗi ý ha. Giống như bàn tay năm ngón kêu xa, ngón dài, ngón ngắn không giống ai hết. Nhưng mà chính không có giống ai hết. Cái bàn tay của chúng ta làm nên đại sự ha. Quý vị thấy nếu mà không bằng nhau hết thì coi cũng kiểu ha. Nhưng mà ngón ngắn, ngón dài, nhưng mà hữu sự khi cầm nắm một cái gì rất là chắc. Vậy thì người nói nhiều, người nói ít, người nói to, người nói nhỏ, mục đích của quý vị là nói lên sự thật. Đó là điều quan trọng. Sự thật trong 20 câu Phật ngôn nói lên cái tâm trạng của quý vị trong sự tu tập. Mà mỗi vị cái quan trọng tham dục không xâm nhập, đó là câu Phật ngôn 14 ha. Rồi như núi đá trước gió, đó là câu Phật ngôn coi như số 8 ha. Rồi dự phần sa môn hạnh, thì những cái câu kết này nói lên cái gì đối với tám pháp thế gian? Lợi mất lợi, được quyền tước mất quyền tước, được khen bị chê, được vui bị khổ. Đó là tám ngọn gió đời mà làm cho chúng ta bị lung lạc. Thì bây giờ người tu của chúng ta, Ehipasiko, hãy nhìn lại chính mình, hãy nhìn vào nó. Khi mà cái pháp nó sanh khởi, chúng ta không có việc gì hết á. Nhìn cho nó mất cỡ đi, nhìn để rồi chúng ta thấy một cách rõ ràng. Và khi thấy được rõ ràng như vậy thì chúng ta mới suy nghĩ đúng, chúng ta mới thực hành đúng, chúng ta mới có những hành vi, những cái cử chỉ, những cái lời nói chân chánh. Bởi vì cái đứng đầu của bất chánh đạo đó là chánh kiến. Chánh kiến tức là chúng ta phải nhìn vào nó để thấy rằng cái tâm của mình có bị lay động hay không. Khi lợi nó đến, khi mất lợi nó ra đi, tâm của chúng ta có vì được và mất đó chi phối hay không. Và cái tâm của chúng ta cảm thấy buồn rầu sầu khổ hay không. Nếu mà chúng ta còn buồn rầu sầu khổ thì cái sự tu tập của chúng ta thấy chưa có tiến bộ. Ai mất dịch, đó là chuyện cái duyên nghiệp, cái ác nghiệp của người ta. Mình cũng không có quan hệ, cũng không có tán thán, mà chúng ta phải biết phòng hộ, tránh né và tự thương lấy chính mình. Đừng có ham vui, tới chỗ đông người ăn đòn ráng chịu. Nghĩa là một mình ta sống khỏe ru còn hơn sống với kẻ ngu ích gì. Tại sao ham vui tới những ở chỗ đông người để rồi chúng ta bị lây nhiễm, rồi làm khổ cho vợ con, làm khổ cho gia đình. Thì cái chuyện trước tiên là chúng ta hãy quay lại với chính mình, hãy nhìn lại chính mình. Đi tu là để thấy mình, đi tu không phải để rình người ta, chuyện người ta bỏ hàng bên. Bây giờ
mình hãy quay lại với chính mình để thấy được cái tham nó thế nào, cái sân nó thế nào, cái si nó thế nào. Tham sân si là tam độc. Và bây giờ nó còn đầy rẫy trong người của chúng ta vì chúng ta không có chế ngự, chúng ta không có coi như là tu tập để thấy rõ cái tâm tham của mình thế nào, tâm sân của mình thế nào, sự si mê của mình thế nào, mà mình cứ nhìn ngắm người khác rồi khen chê, cái đó là một sự thất bại. Cho nên cái đại dịch Covid cũng là một cái pháp môn để chúng ta quay lại với chính mình. Hôm qua ngày 29 ha, là cái ngày truyền thống của chùa ha. Nhưng mà ngày 29 tháng qua không có ai tới chùa, thì đó cũng là một sự vô thường. Hằng ngày ngày 29 đông đảo, lăng xăng, rồi phải tiếp đón, rồi phải có cái chương trình thế này thế kia để vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Nhưng mà hôm qua ngày 29 chùa giống chùa Bà Đanh, và trong sự yên lặng đó mới thấy được cái vấn đề vô thường. Thường thì cái ngày 29 đông đảo, hôm nay không có ai hết. Sự vô thường là một cái nét đẹp để cho chúng ta chiêm nghiệm cái sự đổi thay của vũ trụ. Rồi, hôm nay thì sự sinh hoạt của quý vị đã nói lên sự hiểu biết chiều sâu của quý vị về Phật Pháp. Quý vị đã trình bày rất là mạch lạc khúc chiết, tùy theo cái căn cơ sự hiểu biết của mỗi người. Người thì lung khởi, người thì trực khởi, người thì đi vào nội dung một cách xúc năng, căn cứ theo kinh sách, để rồi cố gắng đối với tám ngọn gió đời như là một cái tảng núi trước gió, tức là cố gắng để coi như có một cái sức đề phòng, đề kháng, một cái nội lực thâm hậu mà tám ngọn gió đời không có lay chuyển được. Sà thu, quý vị có cái trình độ hiểu biết về Phật Pháp rất là căn bản. Chúng tôi rất là hoan hỷ, mong rằng khi chúng ta học xong một cái phẩm nào thì chúng ta ôn lại và chúng ta sẽ tiếp thu những cái đã học, tức là học rồi chúng ta thắc mắc, chúng ta hỏi, khi chúng ta hỏi xong rồi chúng ta sẽ hiểu và chúng ta nhớ để rồi thực hành, chắc chắn là sẽ có sự an vui tiến hóa. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giá hạnh bố thí và thâm thiền xin oai lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha wa che na so thi vô hô tu sa ba na. Do lời chân thật này kính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu tri thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Xin mời sư Không Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng.